Rồi đây ngày hôm nay có lộn đâu, ngày hôm nay cô sẽ chỉ cho các bạn một cái bài cắt mà đây gọi là cái bài cắt dễ nhất. Đây là một bài cắt feel, đây là một bài cắt mà gọi là bài cắt riêng của cô luôn đấy nha. Khi mà cô cắt á, là cô từ những cái chương trình cơ bản cô sẽ có những cái bài cắt riêng của mình, cũng giống như các bạn sau này các bạn sẽ có những cái bài cắt riêng của mình. Khách hàng người ta thích cái sự riêng biệt, và chỉ khi nào riêng biệt thì các bạn mới tồn tại và phát triển nhá. Người ta chỉ cần mình khi mà các bạn bán sản phẩm mà không ai bán, không ai có, không ai giống thì người ta sẽ tìm mình. Nó giống như tại sao cả thế giới đổ xô đi mua iPhone, đúng không? Tại vì iPhone nó phải có cái gì đó khác biệt so với những sản phẩm khác, đúng không? Ví dụ vậy. Vậy thì chúng ta phải tập cho mình như vậy, và sau này các bạn tập xây dựng cho mình như vậy. Đây là bài cắt của cô và cô chia sẻ ra cho các bạn. Sau này các bạn sẽ cắt, có thể là từ cái bài cắt của cô các bạn sẽ có những cái bài cắt riêng của các bạn. Và cái bài cắt này nếu như các bạn có thể share từ bài của cô, tác được y chang, cô đảm bảo luôn cắt là đẹp nhá. Rất là dễ, và những bạn mới làm chỉ cần biết thao tác, luyện thao tác, biết cầm lược, biết cầm kéo, nhớ quy trình là làm được và làm đẹp luôn nhá. Đó. Vậy thì mình bắt đầu mình theo dõi. Đây là một người khách quen của cô. Sở dĩ tại sao cô lại bảo với là những bài cắt này là cô đã thành công, tại vì khách một khi mà mình làm nghề nhá, khách hàng đã làm của mình và khách hàng quay lại là đánh giá sự thành công rồi, đúng chị yêu đấy. Và chị là khách quen của em bao lâu rồi chị nhỉ? Lâu rồi. Chị thấy em cắt tóc thì chị có hài lòng không chị? Và chị đã làm ở đây rất lâu và chị giới thiệu rất là nhiều khách đến, đúng không chị yêu? Đó. Mình không cần ai chứng minh mình làm thành công đâu, không cần ai chứng minh trong nghề làm đẹp đâu, chỉ cần khách hàng của mình họ quay lại là đã là thành công rồi, hiểu chưa? Và cô cho đây là thành công của cô. Còn các bạn muốn nghĩ sao thì nghĩ. Với cô, khách hàng quay lại là thành công. Đó, cô chỉ cần khách hàng đánh giá thôi, còn những người khác không quan trọng với cô. Chị yêu ạ. À? Đó, chỉ cần khách cô đồng ý, khách quay lại là thành công. Và ngày hôm nay là bài cắt đó của cô chia sẻ lại cho mọi người nhé. Thưa với cả nhà, 20 năm kinh nghiệm trong ngành làm đẹp. Đã từng học hỏi rất là nhiều thầy cô và trau dồi rất là nhiều kiến thức. Hồng Đào là một, có thể nói Hồng Đào là một người siêng học hỏi nha. Nếu Hồng Đào siêng học thứ hai thì không có ai siêng học số 1. Cả nhà yêu ạ. Với Hồng Đào, học ra học mà làm ra làm mà chơi ra chơi, nói được làm được, nói 9 thì phải làm 10. Đó là phong cách của Hồng Đào nhá. Và cái bài cắt ngày hôm nay là bài cắt mà Hồng Đào đã tích góp từ rất là nhiều chương trình học, rất là nhiều những cái kiến thức, từ những cái học online tới offline, tức là kể cả ngay bây giờ Hồng Đào vẫn không ngừng học hỏi nhá. Vẫn không ngừng học hỏi, vẫn luôn trau dồi kiến thức, vẫn follow những người khác để chi, tại vì trong mỗi một con người ai cũng có cái để cho mình học. Mình học gặp người tốt thì mình học được cái tốt, gặp người cái dở thì mình sẽ học được cái dở để mình né nó ra. Đó là lý do tại sao cô và các bạn thường xuyên học hỏi, không ngừng học hỏi, đừng bao giờ ngừng học. Một ngày các bạn ngừng học là một ngày các bạn ngừng phát triển, được chưa? Quy trình cắt ngày hôm nay bắt đầu. Thì bây giờ là khách hàng đến cắt tóc với cô thì cô sẽ biết được khách hàng của cô tới đâu rồi, nhưng các bạn là khách mới thì các bạn sẽ làm sao? Dạ em chào cô, em chào chị, em chào anh chị cắt tóc ngắn đúng không ạ? Được không? Vậy thì anh chị có mẫu chưa ạ? Thì anh chị sẽ nói là chị cắt lại mẫu cũ, đúng không? Thì mình quay mẫu cũ, đây là kiểu gì đây? Đây là bóp cắt tân các bạn. Bóp là gì? Là ngang nhật. Nhưng ngang nhật ngày xưa là cứ bấm ngang rồi để dày y chang như thế. Còn ngang nhật cắt tân của cô là gì? Là cô đã làm mềm. Và đây là một mái tóc có thể nói là năm ngoái chị uốn sợi mì, xong rồi chị không thích, chị lại đi rồi cấp lại. Thì cả nhà yêu ạ, một mái tóc rất là yếu mà đã từng uống sợi mì rồi đi rồi cất của nhà mình lại, đúng không chị yêu nhỉ? Uống sợi mì chị không thích sợi mì à, thế nên là chị đã đi rủi ra. Và cái sợi mì đó là bây giờ Hồng Đào vẫn còn để này, là chị uống kiểu giống Hồng Đào này mà chị không thích, thì bắt đầu là chị qua Hồng Đào, chị nhờ Hồng Đào rủi lại, thì bên Hồng Đào có rủi lại cho chị và nó vẫn cấp cho tới ngày hôm nay nó dài thì chị đến chị cắt lại, đúng không chị yêu? Và đây là quy trình cắt của chị nha. Và đây là một người khách đã làm đi làm lại của cô rất là nhiều lần. Thường nhá các bạn đó nhá, khi mà tóc đang rỗi mà muốn uốn đã khó rồi, mà tóc đang là tóc rỗi cô lại uốn cho khách xong khách không thích, khách lại rỗi ra, thì tóc nó vẫn đẹp, vẫn bóng, màu vẫn rất là ok và không hề có dấu hiệu của sự sơ sát, đúng chị yêu? Thì đó là nguyên nhân tại sao các làng lại quay đi quay lại với cô nhiều lần, hiểu không? Chứ không phải ngẫu
cũng như mà một người khách là ta cứ quay đi quay lại với cô nhiều lần đâu. Bạn hiểu cho các bạn phải cho khách cái gì để khách hàng người ta cảm nhận được. Tại sao các bạn lại cứ chạy đến một cái quán trà sữa nào đó xa ơi là xa, người ta bán mắc hơn một chút mà vẫn lại đó mua. Tại vì ở đó cái quán trà sữa đó nó phải ngon, phải có gì khác biệt, hiểu không? Mà để làm được điều đó họ phải bỏ hết tâm huyết cả về tiền bạc và trí tuệ và thậm chí là nhiều cái công sức để vào để ra một cái ly trà sữa đó. Thì với cô cũng phải tác phẩm của cô phải là tác phẩm xuất sắc nhất, sản phẩm cao cấp nhất và cô bỏ hết tâm huyết vào đó thì mới ra được cái tác phẩm như thế này, hiểu không? Chứ không phải ngẫu nhiên mà tự nhiên cứ làm ba cái thuốc vớ vẩn rồi cái không có tập trung gì hết mà ra được những cái tác phẩm và có những người khách theo mình đến cuối cùng như vậy. Vậy thì quy trình nó như thế nào? Bắt đầu thì từ tóc ngắn như thế này, cô sẽ làm ngay ngắn đầu áo choàng này, xong cô sẽ để một lớp lên đây để cho nó gọn gàng, được chưa? Nha. Rồi, cô sẽ chia tóc làm từ sau gáy nha cả nhà. Tóc ngắn là cắt từ sau gáy, cầm giùm cô coi. Từ sau gáy ta chia ngôi. Ngôi gì đây? Ngôi chị đây. Từ sau gáy chia ngôi chị. Mình sẽ hỏi các xem bao dài bao nhiêu. Cô thì cô có khác rồi, cô biết khách quen của cô đã biết được họ muốn tới đâu rồi. Sau này khi cô các bạn có những khách quen các bạn thậm chí cô các bạn có biết họ muốn gì rồi đấy. Đó, tại vì mình coi họ như người nhà mà mình hiểu tâm lý khách hàng luôn. Mình thấu hiểu tâm lý, không thấu hiểu thật tại ở đâu mà thấu hiểu cái tâm lý của họ luôn đó. Các bạn tin không? Thế là đợi khi khách vô và Tình tôi cứ nhìn gặp cô xong rồi ai làm là vậy đó. Tại vì khi cô vô, khi khách vô khách gặp cô đã hiểu họ muốn gì rồi, họ đã tư vấn lâu lâu, đúng không chị? Với cái rườm rà, thế nên các bạn phải tập thấu hiểu tâm lý khách hàng cho bạn nhé. Đó. Rồi, từ sau gáy cô chiên ngôi chị An. Thì tư thế người sở lúc này là ngồi ghế. Ngồi ghế các bạn nên ngồi ghế là đẹp nhất. Đứng các bạn cũng được nhưng không đẹp. Có nghĩa là cô không nói là nhất thiết từ cần phải ngồi ghế. Nhưng để đứng và ngồi thì ngồi chắc đẹp hơn. Đó, được chưa? Rồi, tư sau gáy ta ngồi cho ngày hôm nay cô cắt tóc không? Có những cái mái tóc mình có thể cắt tóc ướt. Có những trường hợp cắt tóc khô và cô thích cái phong cách cắt tóc khô. Các bạn hiểu không? Sau này các bạn có thể cắt tóc ướt, cô sẽ ra những cái bài cắt tóc ướt cho các bạn xem nhé. Còn mỗi một người có một cách khác nhau, nghệ thuật là vô và là sáng tạo và nó không bao giờ có giới hạn, cho nên không ai đúng ai sai ở đây hết. Không ai nói là quy trình này đúng quy trình này sai, người này làm đúng người này làm sai, chỉ cần khách hàng của mình hài lòng là đúng nhé. Bất kỳ một quy trình chỉ cần người khách hàng hài lòng là đúng, còn không có một người chuyên gia nào nói quy trình là phải thế này quy trình là phải thế kia, cho nên các bạn được quyền sáng tạo nhưng phải được lòng khách hàng của các bạn, được không nha? Nghệ thuật là sáng tạo, không có nghệ thuật là không giới hạn Giới hạn. nha. Rồi từ sau gáy tôi sẽ bị chiều dài khác yêu cầu cô cắt, được chưa? À, cái tóc của khách hàng của cô cũng không có dài lắm cho nên cô chỉ cắt một ít thôi. Rồi sau khi có chiều dài thì cô sẽ nâng từng cái tóc năm con một, cô sẽ bị chiều dài sang là nâng từng cái tóc năm con một, cô cắt nâng 4-5 độ để giữ cô cắt. Có bụng ghê trời. Bắt đầu tiếp tục. Và để được làm được như cô các bạn phải luyện tập nhiều, luyện lên đâu luyện đầu giá mới được, cùng khách cô ngồi luyện nha. Không ai vơi vơi cô ngồi luyện nó cái đầu cái tóc là góc con người, không ai vơi vô nó ngồi cho mình cắt đâu túi bụi đâu, nó lôi đầu kem nó một dàn đầu kem trong nó có lôi ra ngồi luyện cho cô luyện thao tác. Bây giờ cô đã có độ layer cái chân rồi, nếu như ok rồi thì cô sẽ dùng kéo cô lao nhẹ cái mình kéo đi đây, hay cảm mình tách sợi sợi tóc nó tia ra ngoài, được chưa? Còn nếu dày thì sao? Lúc này cô cố à.
làm cho khách thì các bạn để cái bản quy trình kế bên rồi đọc, đọc đâu làm đó, đúng không? Cứ làm vừa chậm mà chắc không cần cứ phải làm nhanh mà cuối bụi đâu, không cần phong cách nhanh cuối bụi, các bạn cứ làm phong cách nâng niu từng bãi, từng lớp tóc một, từng sợi tóc. Xưa mình đi học nghề mình cứ gọi là như trên đó, hello Hồng Tươi, hello cả nhà đó. Tương tự cả nhà thấy không, cái chân nó đã ok rồi và hai bên mình cứ áp dụng đúng quy trình này thôi, được không? Đó, nó vô cùng dễ đúng không? Dễ vô cùng. Rồi đưa lại kia cho con. Hay cô Hồng Tươi, mai lên Tươi lên phải không Hồng Tươi, mai lên đấy đúng không em? Tiếp tục ạ. Đầu năm đang rảnh cho nên là thầy cho Hồng Đào sẽ thêm về luyện cái cơ bản. Ngoài ra lúc nào có khách thì Hồng Đào sẽ dạy bài đó. Bài học nó sẽ đi theo khách hàng. Khách hàng tới bài gì là mình học bài đó. Các bạn đừng có học theo cái chỗ mà ngày nay đến đi lý thuyết là cứ ngồi từ sáng chiều chỉ có đi lý thuyết, lúc nào có khách trực tiếp luôn. Hồng Đào muốn như thế. Chịu trách nhiệm với hoàn cảnh của mình chứ đừng có đổ trách nhiệm. Đừng mai móc lên không này.
thành công được đối thừa, thua thế này thua thế kia, đừng lý do nhá, đừng bao giờ đối thừa, tại vì cái đối thừa là cái dẫn đến mình thất bại. Và cái thất bại lần này mình không nhận lỗi thì cuộc đời mình cứ chìm nguyên trong cái nỗi thất bại, các bạn làm những việc khác nó cũng thất bại, đúng không nhá? Thì mình tập quá quen nhưng mình cứ đổi lỗi làm những lỗi lỗi, chị công nhận không? Dạ. Đi học học dốt đối thừa, cứ thua thế này thua thế kia, đi thi không xui không đúng bài tú. Đi thi đại học không đậu hay đi đâu học không đậu rồi xui không đúng bài tú, đối thừa số mình xui hơn. Còn nhóm bạn đúng bài tú, đừng đối thừa. Nếu như mình xin học ngay từ đầu thì mình đâu có rớt, đúng không? Đối thừa cứ tập đối thừa. Học cái đến lúc đi học nghề, học với các bạn đến là nghề mà thành công, mình không thành công với đối thừa thì cô đứng thêm mở tiệm đúng một chỗ mặt bằng đông khách. Còn mình xui ghê mặt bằng chỗ mình nhắm ạ. Đừng á. Này, cái gì tốt đẹp ở trong hang hóc người ta cũng tìm ra, đúng không? Cô hỏi lại các bạn nhá, iPhone ở nước ngoài mà tại sao Việt Nam mình cũng đổ xô đi mua iPhone khi bán ra? Mình sang nước ngoài đâu, hiểu không? Tức là khi mà mình đã cần thì sao? Thì tự đưa về, ví dụ các bạn mà đã làm đẹp, các bạn ở trong hang người ta cũng đẩy vô. Đừng có nói là du hộp đỡ thừa. Học hết cho cô, mỗi một bạn ở đây cho cô nhé. Sau một năm bạn nào giỏi được lên ăn lương, mà cứ ăn lương bạn cho cô 3 năm đi thì bay ăn lương gì đó, nó phải bay lên ra đời, bay lên không lụng luôn, bay làm chồng thiên hạ luôn, phải chồng luôn. Nhưng mà phải trong 3 năm phải nỗ lực hết mình, tôi gọi đó là 3 năm khổ luyện, hiểu chưa? Thật sự chua cô 3 năm khổ luyện, cùng ăn, cùng học, cùng làm, cùng chín với cô. 3 năm sau bay không thành tài thì cô không là cô. Nhưng 3 năm sau mà bác cứ đến đây rồi bác thất tỉnh đã 3 năm rồi bác cứ lụt đầu của bàn đã 3 năm thì thôi, thì xin lỗi cô ăn điều đó, điều thuốc có không làm được. Tại vì các bạn phải cùng ăn, cùng học, cùng chí, đúng không? Những người chi kỷ thì những người ta phải cùng chí nữa. Lần này cô thì làm, cô dạy với mẹ nó một chỗ, nó nghe lắm là nghĩ giờ là thằng bố làm gì đâu rồi. Lần này là nghĩ quần nào, cứ đầu óc cứ như vậy làm sao được, các bạn phải biết. Biết tập trung một cái nào chứ, đúng không? Đi với ai kể, quan trọng là bây giờ mình kể đó mình không còn yêu. Nhà mình yêu xong rồi bên mình 3 năm thì chính như đã. Rồi sau 3 năm đó là ai mình phải tính đến cái chuyện khác. Mình phải biết đầu tư trước cái gì trước, cái nào sau. Chưa có sự nghiệp đừng bao giờ nghĩ đến cái chuyện khác, đúng không chị? Đàn ông hay đàn bà thì vậy. Nếu có sự nghiệp thì tự nhiên mình có giá trị. Mà khi mình không có giá trị thì mình không có cái gì là của mình hết. Sự nghiệp của mình thành công đi thì cái gì có, sự nghiệp của mình không thành công thì cũng mơ cái gì thay vì các bạn phải học 5 năm để học thì cứ ở đây cho cô từ 3 năm năm trong đó, trong những năm đó các bạn vẫn có lương nha, vẫn có lương, vẫn có tiền. Nhưng 5 năm sau cái bạn mà học đại học á, nó ra đời, cô con cũng học cái nghề này, con ra đời hai đứa cùng đấu với nhau làm kinh tế, có thằng nào mạnh hơn, hiểu không? Nhưng 5 năm đó nó học đại học nó cũng phải ôn ngày ôn đêm, ngày nó đến trường nó học tối nó về nó vẫn phải ôn kiến thức, thì các bạn cũng phải thế, hiểu chưa? Ngày đi học ở đây tối về vẫn biết vỡ bài vỡ ra quay lại lại thi, ngày nay cô dạy quay những kiến thức ngày nay cô dạy, vẫn phải đi tra kiến thức và chiến đấu với nó ngay từ bây giờ. Thì 5 năm sau khi nó ra trường nó làm đại học nó đi làm, mình cũng là lúc ra bước ra có thằng nào mạnh hơn, hiểu không? Thế tức là đằng này là cái người ta kêu là ta đi học nghề, nhưng mà học nghề thì ít mình yêu nhiều, nó đi học nó học các mẹ luôn. Xong cái năm sau vẫn mới thôi, mình không thành công rồi, mình không được đại học không? Đại học không phải là con đường duy nhất để thành công. Đừng làm ngắn quá nha các bạn, vừa tầm. Các chàng đi cắt tóc không nghĩ là cắt ngắn đâu, mà các chàng đi làm là tại vì họ muốn đẹp nhá. Chứ đừng có nghĩ là cắt tóc ngắn, tại vì có cái tiền ngại. Nhờ cái cắt có một ly tóc mà lấy tiền cũng ngại cái khác hơn. Chỉnh cho đẹp là được rồi, không cần phải tóc quá nhiều, tóc quá hết đâu. Mình thấy vừa là đẹp, mình thấy vừa đẹp là đẹp. Mình là người làm đẹp mà. Đấy các bạn, mình bên này tóc vừa rồi thì cô không cần nhất thiết cô phải làm nhiều đâu. Cô đã đi chơi này. Thank you.
Ở đây, 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 ở đ
phòng thì chúng tôi như thế này em mỗi vị chứ chúng tôi chỉ có khảo sát về nhà cái nó cùng thì luôn cái gì nó thực tế em cũng thực tế em dưng xúc cảm kiểu đó mà tạo để làm gì đến người khác người ta thấy cho nên là cô tôi hỏi thì làm không được rồi bắt đầu là cũng nhiều nhiều là mình đã đang bán hàng.
Bây giờ mình sẽ lên lầu 2 để mình làm spa nha cả nhà. Mình lại tiếp tục lên lầu 2 để xóa trên mày xanh nha. Rồi. Đây, chân mày của chị sách rất là xanh và bây giờ mình sẽ xóa xanh cho chị nha. Rất là xanh, sẽ xóa xanh bằng laser một nốt nhạc, 5 phút sau chuyển sang màu nâu. Không hề cháy lông, không hề tổn thương, không hề nhũn dưỡng. Phải đánh cô bây giờ. Nhạc đi lên chị. Đây, mái tóc của khách hàng rất là đẹp luôn. Không hề sấy gì hết nha, cắt xong là cất, cắt xong là đẹp cả nhà yêu ạ. Cắt xong là cất. À, cứ lắc thoải mái đi chị, không sấy nha, không hề sấy luôn. Cắt xong là cất, cắt xong là đẹp. Và đây là bài cắt riêng của Hồng Đào nha cả nhà. Đây là bài cắt riêng của Hồng Đào nha. Bóp cách tân, không phải là bóp ngày xưa. Bóp ngày xưa nó dày và nó cứng lắm. Bây giờ là bóp mềm mại, nó ôm, rất là tự nhiên. Bồi đầu tự cấp đúng không chị yêu? Bồi đầu không phải sấy đúng không? Tự cấp. Rồi đi đi lên lầu đã con, lên lầu tí nữa xuống làm đi. Chú đâu rồi? Đi đi lên lầu chị. Một bạn lên thôi. Rồi tí nữa là một bạn lên, chú đi đâu mất tiêu rồi. Đưa lên bật bật máy là ra. Bật đèn lên chị. À dạ, chị lô đi. Bật bật ấy lên coi. Bật quạt lên. Đó, bây giờ mình sẽ xóa chân mày xanh cho khách hàng. Mẹ ơi. Đây, con bật cái này lên. Đây. Thấy cái máy này là coi. Đây, ví dụ như cái này mình có thể mình có thể là mình mình ủ tê. Nhưng nếu không ủ tê thì nó chỉ hơi rát một tí thôi. Nó không có đau đâu. Chỉ hơi rát một tí, mình cũng đối trước với khách hàng như thế nó cũng không có đau đâu. Nên khách hàng cũng không yên tâm, cũng lua. Cảm giùm cô. Trời, nó chỉ phần lông mắt, chỉ phần cắt của mẹ. Rồi quá trời nhỉ. À. À, dưới này đi. Sophie đúng rồi. Xanh mình già. Xanh mình già.
Đi xuống đâu trứng ăn. Hà làm ra một xúc xích trứng. Xúc xích trứng là xúc xích trứng bên trong á, trứng là phô mai chứ. Trứng này với xúc xích trứng. Ô, phật nhét ra nè. Hết hồn. Khô là nó giật mình. Dạ. Má ơi, hết hồn. Mất hồn cô. Mất hồn. Rất cái gì hỏi. Chết.